anh chị em thân mến trong Chúa Kitô. Hôm nay, chúng ta tụ họp để suy niệm về chủ đề sống hòa thuận, cân bằng tâm, thân và linh hồn. Trong lý thuyết Công giáo, việc theo đuổi sự hòa thuận không chỉ bao gồm hòa bình bên ngoài mà còn bao gồm sự cân bằng bên trong, tích hợp các chiều hướng vật chất, tâm trí và tinh thần của chúng ta. Hãy thâm nhập vào chủ đề này, kiểm điểm nó qua các góc độ thân thiện, khoa học, kinh thánh và triết học. Từ góc độ thân thiện, chúng ta nhận ra sự quan trọng của việc đạt được sự cân bằng trong cuộc sống để nuôi dưỡng sự hòa thuận. Khi chúng ta hòa thuận với bản thân, chúng ta trải qua một cảm giác bình an và sự an vui bên trong mà tia sáng ra bên ngoài trong giao tiếp của chúng ta với người khác. Việc rèn luyện các thực hành như thiền định, chăm sóc bản thân và kiểm soát cảm xúc có thể giúp chúng ta duy trì cân bằng và hòa thuận này. Về mặt khoa học, nghiên cứu trong các lĩnh vực như tâm lý học và thần kinh xác nhận sự liên kết giữa tâm trí, thân thể và tinh thần trong việc thúc đẩy sức khỏe và sự an vui tổng thể. Các thực hành như thiền, yoga và cầu nguyện đã được chứng minh là giảm căng thẳng, cải thiện chức năng nhận thức và tăng cường sự an vui tinh thần. Bằng chứng khoa học này nhấn mạnh vào phương pháp toàn diện đối với việc sống hòa thuận được khuyến khích bởi lý thuyết Công giáo. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rất nhiều lời dạy và ví dụ về sự quan trọng của sự an bình toàn diện. Chính Chúa Giêsu đã là một mẫu số về một cuộc sống cân bằng, ưu tiên cầu nguyện, nghỉ ngơi và dịu dàng phục vụ người khác. Trong mát 12:30, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải yêu Chúa Thiên Chúa của chúng ta bằng tất cả trái tim, hồn, tâm và sức mạnh của chúng ta, nhấn mạnh sự cần thiết của sự hòa thuận giữa các khía cạnh này của chúng ta. Triết học, chúng ta suy ngẫm về bản chất của sự hòa thuận như một trạng thái cân bằng và tích hợp. Giống như một dàn nhạc giao hưởng yêu cầu mỗi nhạc cụ chơi vai trò của mình trong hòa âm để tạo ra âm nhạc tuyệt vời, chúng ta cũng phải phù hợp với suy nghĩ, hành động và niềm tin của mình để đạt được sự hòa thuận bên trong. Các triết gia qua lịch sử đã nhận ra việc theo đuổi đức hạnh và sự khôn ngoan như những yếu tố cần thiết của cuộc sống hòa thuận. Khi chúng ta suy ngẫm về tầm quan trọng của việc sống hòa thuận, hãy cùng cầu nguyện. Lạy Cha Trời thân yêu, chúng con cảm ơn Cha vì món quà của cuộc sống và cơ hội để tìm kiếm hòa thuận trong tất cả các khía cạnh của bản thân chúng con. Lạy Thần Linh Thánh, hãy dẫn dắt chúng con trong việc điều chỉnh tâm trí, thân thể và tinh thần của chúng con với ý muốn Thượng Đế của Cha, để chúng con có thể trải nghiệm được sự hòa thuận và bình an thực sự. Thánh Giuse, bảo trợ của người lao động và bảo trợ của các gia đình, xin cầu bầu cho chúng con khi chúng con cố gắng cân bằng các trách nhiệm và khao khát của mình. Đức Mẹ Maria Thánh Thiên, hình mẫu của sự khiêm nhường và ân lành, xin cầu bầu cho chúng con, để chúng con bắt chước sự đầu hàng của Mẹ với kế hoạch của Thiên Chúa. Chúa Giêsu, Ngài là nguồn gốc của mọi hòa thuận và sự đoàn kết, Người hòa giải mọi điều trong Người. Ban ơn cho chúng con có ân lành để sống hòa thuận với nhau, tôn trọng sự đáng giá và phẩm giá của mỗi người. Xin cuộc sống của chúng con là một phản ánh của tình yêu và sự hòa thuận của Ngài, thu hút người khác đến với Ngài. Trong danh Chúa chúng con cầu nguyện. Amen.